Chào bạn. Trong video này, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi: trong tình huống bạn có thể đã phạm tội nhưng không chắc chắn, bạn nên xưng tội như thế nào? Nếu bạn nhận thấy mình không chắc chắn về việc liệu mình có phạm tội hay không, hoặc nếu bạn không rõ về mức độ nghiêm trọng của một hành động cụ thể, thì dưới đây là 8 bước cần xem xét khi bạn đến với tòa cáo giải. Bước thứ nhất, tìm sự hướng dẫn của một linh mục. Nếu bạn không chắc chắn về tính luân lý hoặc về mức độ nghiêm trọng của một hành động, bạn nên tìm đến sự hướng dẫn của một vị linh mục trước khi xưng tội. Hãy hẹn gặp một linh mục để thảo luận về những băn khoăn của bạn và tìm cách làm rõ xem hành động đó có cấu thành tội hay là không. Bước thứ hai là giải thích rõ ràng tình huống. Khi gặp linh mục, hãy giải thích rõ ràng và trung thực về tình huống đó. Chia sẻ chi tiết về hành động được đề cập, bao gồm mọi trường hợp có thể ảnh hưởng đến đặc tính luân lý của hành động đó. Sau đó, vị linh mục có thể đưa ra hướng dẫn dựa trên sự nhận thức tốt hơn về bối cảnh. Bước thứ ba là sẵn sàng sửa sai. Tiếp cận cuộc trò chuyện với sự khiêm tốn và sẵn sàng sửa sai. Nếu vị linh mục khuyên rằng hành động đó thực sự là tội, bạn hãy sẵn sàng đón nhận sự hướng dẫn đó và tận dụng nó như một cơ hội cho sự trưởng thành về mặt thiêng liêng. Bước thứ tư là xem xét ý định của bạn. Suy ngẫm về ý định của bạn đằng sau hành động được đề cập. Đôi khi tính luân lý của một hành động có thể bị ảnh hưởng bởi động cơ và hoàn cảnh thực hiện hành động đó. Đánh giá xem ý định của bạn có phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa hay không, hoặc liệu có yếu tố giảm nhẹ nào không. Bước thứ năm là đánh giá mức độ nghiêm trọng. Đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành động và tác động của nó đối với bản thân, với tha nhân và mối tương quan của bạn với Thiên Chúa. Một số hành động có thể nghiêm trọng hơn những hành động khác, và việc nhận thức được mức độ nghiêm trọng có thể giúp bạn xác định phản ứng thích hợp khi xưng tội. Bước thứ sáu là sử dụng các phương pháp xét mình. Trước khi xưng tội, bạn phải xét mình kỹ lưỡng. Hãy suy ngẫm về hành động, thái độ và hành vi của bạn dưới ánh sáng của các điều răn và giáo huấn của Thiên Chúa. Việc tự suy ngẫm này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ tội nào có thể cần phải xưng thú. Bước thứ bảy là xưng thú những điều không chắc chắn. Khi vào tòa giải tội, nếu bạn vẫn không chắc chắn liệu một hành động cụ thể có phải là tội hay không, bạn có thể bày tỏ sự không chắc chắn của mình với vị linh mục ngồi tòa. Hãy nói điều gì đó, ví dụ như: con không chắc liệu điều con làm có là tội hay không, nhưng con muốn tìm kiếm sự hướng dẫn của cha và xưng thú điều đó nếu cần thiết. Và bước thứ 8 là làm theo lời khuyên của vị linh mục. Vị linh mục ngồi tòa nhân danh Chúa Kitô ở đó để hướng dẫn và trợ giúp bạn. Hãy làm theo lời khuyên của vị linh mục, cho dù đó là việc xưng thú hành động ấy hay đón nhận sự hướng dẫn về cách tránh những tình huống tương tự trong tương lai. Hãy nhớ rằng, bí tích giải tội là nơi chữa lành, tha thứ và trưởng thành thiêng liêng. Vị linh mục hiện diện ở đó để giúp bạn định hướng cuộc hành trình thiêng liêng của mình và đến với tòa giải tội bằng sự chân thành, khiêm tốn và sẵn sàng tìm kiếm sự hướng dẫn là một phần thiết yếu của hành trình thiêng liêng. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.